Hello, xin chào các bạn nhé. Mình là Bồ Củi đây. Chặt cây chính thức bay màu các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình muốn làm cái video đó chính là tập cuối của chặt cây, nhưng mà lại mở ra tập đầu của Bồ Củi các bạn nhé. Thì chia sẻ với bạn một câu chuyện hài vãi cả nồi luôn. Thì hôm trước này mình cái con ác chặt cây của mình ấy, mình cũng có nạp lấy 2 củ để làm video cho các bạn. Thì sau khi mà làm content ấm hòm hòm rồi thì đứa em mình mới bảo là: anh ơi, anh biết quả refund trên iOS không? Đấy, ngày trước là em hay refund ấy, anh để em refund lại cho húp lại 2 củ luôn. Ui giời ơi, cứ tưởng nó nói thật, ai ngờ đâu tin nó, đưa cho nó tài khoản các kiểu, nó refund, không hiểu refund kiểu gì, quá luôn cả ác các bạn ạ. Nó có một cái dấu hiệu này các bạn này, tức là đúng cái hôm đấy, bình thường là mình sẽ dậy lúc 6 giờ sáng để mình chơi game xong là mình sẽ đi ăn sáng, kiểu là như vậy. Nhưng mà hôm nay đúng 5 giờ 55 báo thức dậy phát thấy bảo mở lên thì cái logo nó cứ trắng lốp à, không vào được ứng dụng, thì mình lại cứ tưởng là game đang bảo trì cơ. Nhưng mà không phải các bạn ơi, đến 6 giờ 30 vẫn thấy như vậy. Thì mình bắt đầu mò mò vào trong fanpage của thì group bảo quái lạ, không thấy có dấu hiệu gì gọi là các bạn nào đăng lên bảo là không vào được game hay như thế nào cả, cũng không có thông tin thì bảo trì. Ôi xong rồi, nhưng mà mình vẫn cố gắng chờ đợi đến đúng 11 giờ 15 thì mình bắt đầu mới nhắn tin cho vợ mình bảo: em ơi, em vào thử là điện thoại của em tải ngay quả game Tiểu Yêu Tầm Đạo về, xem là em có chơi được hay không. Nếu như mà em chơi được là thôi anh toàn rồi đấy. Thế thôi, vợ mình tải về bảo: anh ơi, em vẫn vào bình thường anh ạ. Rồi, bắt đầu mình thấy có biến rồi. Mình bắt đầu mình check thử, xóa game đi. May quá là cái phiên bản iOS gần nhất là mình chưa cập nhật. Thế bắt đầu mình vào mình cập nhật lại. Cập nhật reset lại máy, chờ mất đúng 30 phút, ngủ xéo nhãi. Thì dậy bắt đầu nó vào được game, đúng không? Thì coi như là cái bộ nhớ của nó reset lại hết ấy. Nhưng mà mình đăng nhập tài khoản cũ đấy là không vàng nữa. Chặt cây coi như chính thức là bay màu và phải tạo ngay một tài khoản khác, đó chính là Bồ Củi nha. Nhưng mà nói chung là cũng có cái hay của nó các bạn ơi, bởi vì là đang chơi liên bạo rồi, thì nói chung là các bạn cũng xem liên bạo rồi đúng không? Nên bảo thôi nhân tiện là tạo con nick mới thì mình chơi luôn cái môn phái đó, chính là phải né để xem như thế nào. Nhìn chung là nhà hàng cho các bạn xem này. Đấy, các bạn nhìn thấy spec với các kiểu như thế này là các bạn biết là mình bỏ đây khá khá đấy, cũng không phải là dạng vừa đâu. Và đấu pháp các kiểu thì đây cũng top, trong top 4 đấy các bạn. Đấy, nói chung là cũng có cái để cho các bạn xem. Thì các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là đón xem series danh sách phát Tiểu Yêu Tầm Đạo phải né các bạn nhé. Đấy, thì thôi có gì thì mình sẽ làm video chi tiết từ từng ngày cho các bạn xem sau nha. Thì mình cũng muốn làm cái video để cho các bạn nắm được thông tin. Như vậy, không lại cứ hỏi mãi chặt cây đi đâu rồi. Nhưng mà buồn cười một cái là ở trong cái bang của mình ở thời điểm hiện tại ấy, cũng có một bạn tên là chặt cây luôn. Ảo thật đấy. Thôi, thế thì chặt cây với Bồ Củi nó cũng như nhau thôi các bạn ơi. Thì hy vọng rằng là các bạn vẫn đồng hành cùng với cả mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.